Giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách trồng cây sầu riêng. Cần phải có phân chuột, không có thì cũng không sao, nhưng mà có phân chuột thì sẽ tốt hơn. Và đây là phân bò cây sầu riêng ruột đỏ. Rồi, bây giờ là đi trồng thôi. Và bây giờ là công đoạn đất với phân bò. Sau khi chọn được cái vị trí trồng xong thì bây giờ bắt đầu đổ phân bò xuống và đất trộn lên, trộn đều lên. Rất nhiều, phân bò nhiều quá trồng chín ngắt. Sau khi trộn phân bò xong thì móc một cái lỗ. Một cái lỗ nó sâu. Nhưng mà phải trộn hết mấy cái phần bò dưới lên, chứ còn phần bò cục cục là nó đụng rễ, nó hư rễ. Rồi sau khi cái lỗ đã được móc xong thì cái cây sầu riêng ta tháo bịch nó ra và đặt xuống. Bịch này có xé thôi, nhưng mà cẩn thận để cho cái bầu nó không bị bể. Rồi đưa cái đít lên coi. Đây nè, cây sầu riêng này nó rất là nhiều rễ. Rồi và bây giờ đặt xuống trồng chút, hoặc là phải dùng đất đắp bồn xung quanh lên để tiện tưới nước vào mùa nắng. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn miền Tây chứ miền Đông thì không cần. Miền Đông thì trồng nó thấp hơn vị trí xung quanh một chút để tưới nước là được rồi. Và bây giờ dùng đất lắp lại. Cho nó cái hõm ở giữa luôn để tưới nước luôn. Thôi, đặt ngay bầu chín ngắt rồi. Rồi cao rồi thấy chưa? Dán ở dưới ngược lên. Không, anh dán cái đó làm cái thành nó cao lên nó đó hơn vậy đó. Và bây giờ đến công đoạn là cuốc đắp một cái vòng ở bên ngoài cho nó cao hơn gốc cây để mà tưới nước nó đọng lại. Cái việc này thì không phải là việc quan trọng, kỹ thuật quan trọng gì cho lắm, nhưng mà nếu như không đắp rồi bên kia móc trên cái nữa được rồi. Và chúng ta nhìn lại một lần nữa, đây là cái cây và cái vị trí gốc trồng nó thì thấp hơn cái vị trí vòng đất xung quanh một chút để mà tưới nước đó. Rồi kỹ thuật trồng cây sầu riêng như thế là xong. Và khoảng sau một tháng cây nó phát triển thì chúng ta có thể bón phân hóa học hoặc là dùng phân bón lá. Nhưng mà trong cái giai đoạn trồng này thì tốt nhất chỉ dùng phân chuồng mà thôi. Dùng phân hóa học cũng được, nhưng mà nó thích hợp cho người nhiều kinh nghiệm. Chứ người không có nhiều kinh nghiệm thì nhiều khi phân hóa học sử dụng trong giai đoạn này nó sẽ bị sốc. Quá trình trồng đã xong. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại trong video sau.